thì hôm nay á thì vừa nãy là em có vào cái like của em lưu ly à, thưa quý cô bác anh chị lời đầu tiên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người trước và sau trước vào trước và sau xem livestream ngày hôm nay thì em xin có một cái vấn đề là thấy em lưu ly em mới có gửi cho em một cái gọi là cái lời uh, gửi thông điệp đến uh, quý cô bác anh chị em ở trong cái uh, uh, cái livestream của Hiếu Ngọc ngày hôm nay là một cái um, một cái đề nghị của Lưu Ly và duy nguyễn uh, duy Nghĩa, nguyễn nguyễn uh, Gim tức là hiện tại á là um, không hôm nay vấn đề nghiêm túc nha cả nhà nghiêm nghiêm túc lắm hết sức nghiêm túc thì duy nguyễn gimmer là có thể là đứng tên chủ tài khoản và một số anh chị em nữa cùng hỗ trợ hàng ngày kiểm tra à, thì em cũng vừa mới vào cái chỗ của lưu ly thì lưu ly thông báo là à, có thể là mong bà con cô bác cộng đồng mạng gần xa trong và ngoài nước chúng ta có thể chung tay để giúp cho đồng bào miền núi phía bắc hiện tại là đã xóa sổ một cái một cái bản bị đất đá nó 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 gọi là nó nó, 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 nó san lấp mất rất nhiều nhà cửa và chúng ta bị mất một số đồng bào. Bởi vậy nên là bởi vậy nên là rất mong quý các anh chị em chúng ta cùng chung sức với à, đồng bào và cùng với nhà nước tại vì à, nhà nước á thì à, cái gì vậy tươi nguyễn tươi nguyễn ơi em là người hay em là 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 thú vậy sao em vào chị có làm gì ai đâu chị có chửi em đâu mà sao tự nhiên em chửi chị đúng là văn hóa của em chả có tiệm nào em chứng tỏ là bố mẹ em không dạy được em nhé À, thì uh, lưu ly có nói là một số anh chị em ở trong cái diễn đàn của duy nguyễn thì muốn là uh, hiếu ngọc công bố trên tất cả các diễn đàn uh, là uh, duy nguyễn đứng ra để uh, mở tài khoản và sẽ làm một uh, chuyến từ thiện lên uh, uh, vùng núi phía bắc Đó là cái vùng uh, gọi là điểm trọng yếu của bão lũ vừa qua thì bà con anh em chúng ta nếu mà khi mà hiếu ngọc công bố cái số tài khoản của duy nguyễn hoặc số điện thoại của duy nguyễn thì bà con chúng ta ai có lòng hảo tâm bao nhiêu thì chúng ta cứ gọi là của ít lòng nhiều gửi vào số tài khoản để anh em duy nguyễn và một số anh chị em khác sẽ lên vùng núi phía bắc để mà ủng hộ bà con chị em không nghe được em không nghe được à mọi người có nghe thấy hiếu ngọc nói không ạ à? Dạ vâng em chào anh nông xuân tiến ạ ủng hộ tài khoản của duy nguyễn đúng rồi tức là duy nguyễn sẽ là người đứng ra và một số anh chị em khác sẽ phụ sẽ phụ với duy nguyễn thì ít nhiều thì duy nguyễn cũng là người sẽ có thể là truyền của ít lòng nhiều ai có nhiều thì ta ủng hộ nhiều vì chúng ta lên đây không những là chúng ta chống lại những cái luận điệu xuyên tạc mà chúng ta lên đây là chúng ta kết nối cộng đồng Nha, cả nhà nhé chúng ta lên đây là chúng ta kết nối cộng đồng đó cho nên là chúng ta vâng cảm ơn à, chúng ta hãy um, gọi là hãy um, một chút à, ví dụ như uh, uh, hàng ngày chúng ta ăn tiêu thì chúng ta bớt lại một chút giống như ngày xưa cái thời chiến tranh á là ông bà ta là gọi là um, nấu cơm á là nắm lại một nắm gạo tức là nấu một bữa nấu một bữa cơm mà một bữa cơm bình thường là nấu một cái ly này gạo nhưng mà sẽ nắm lại một nắm gạo và bỏ sang một cái thẩu khác và khi đó là được nhiều một chút là đem ủng hộ cho cho công cuộc kháng chiến và ngày hôm nay chúng ta mới được có cuộc sống thanh bình như thế này thì một miếng khi đói bằng một gói khi no À, ở trên các tỉnh vùng núi phía bắc là hiện tại đang gặp bão lũ đề nghị quý cô bác anh chị em ở trong diễn đàn của hiếu ngọc đúng rồi hũ gạo nuôi quân trong diễn đàn của hiếu ngọc à, có ủng hộ cái ý kiến mà tất cả anh em duy nguyễn và một số anh chị em khác à, đưa ra thì mọi người à, cứ à, gọi là À, cho ý kiến và nếu như mọi người có đồng ý thì hiếu ngọc sẽ à, nói duy nguyễn công bố số tài khoản trên livestream của hiếu ngọc vào lần sau tức là vào tối mai hoặc cũng có thể là vào sáng mai mọi người chúng ta kịp thời làm trong lúc này vì bà con cô bác ở trên cái vùng đó là hiện tại đang nhiều người là vườn không và nhà trống đã bị đất đá là vùi lấp mất một cái bản một cái bản tức là trong đó mất khoảng bao nhiêu người dân này thì hữu học không được rõ thế nhưng mà đây cũng là một cái sự đau xót tang thương mà chúng ta là những người đang được sống rất là bình thường trong cái cuộc sống của một con người mà những người đó còn đang lầm than trong cái cơn bão lũ vì họ ở đầu nguồn đầu nguồn cho nên là dạ ở đầu nguồn cho nên là mọi người hãy cùng nhau chia sẻ của ít lòng nhiều chúng ta có nhiều thì chúng ta ủng hộ nhiều có ít thì chúng ta ủng hộ ít chúng ta cần thiết nhất trong lúc này à, thì à, chúng ta cần thiết nhất là dạ đúng rồi đất đá nó xóa đi mất một luôn một cái bản rồi bà con ạ cho nên là chúng ta cùng với nhà nước à, hiện tại thì tất cả các cấp ban ngành đoàn thể À, của nhà nước hoặc là của tất cả các tỉnh cũng đã đã hướng về cái 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 đầu nguồn của chúng ta là ở các cái tỉnh miền núi phía bắc thì à, bà con chúng ta hãy lan lan tỏa cái thông tin này để chúng ta chia sẻ chúng ta chia sẻ đến à, à, bà con một miếng khi đói bằng một gói khi no khi chúng ta ngày xưa hiếu ngọc vừa mới nhắc lại hồi nãy là khi mà thời chiến tranh thì ông bà ta đói lắm chứ một nắm gạo cũng ăn thêm được một một chén cơm nhưng không ông bà ta đã nắm lại một nắm gạo và bỏ ra một cái hũ khác để khi nào được nhiều một chút là sẽ ủng hộ và cho anh xin một chân đi cùng đoàn nhé rồi ok đã tổ thì trước mắt bây giờ chúng ta cần phải huy động lực lượng toàn quốc có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu nha mọi người nha có bao nhiêu thì ủng hộ bấy nhiêu và duy nguyễn lưu ly và chắc chắn là duy nguyễn sẽ có nhân viên để làm được những cái việc công bố số tiền ủng hộ của quý cô bác anh chị em sẽ cùng công bố hàng ngày bởi vậy nên là chúng ta là những người trẻ chúng ta là những người trẻ chúng ta bớt đi một ly cà phê um, của một tháng tức là một ly cà phê của một tháng mỗi mỗi buổi sáng này chúng ta uống một ly cà phê là 10.000 đi hay là 15.000 đi thì một tháng này chúng ta có thể bỏ ra là được gần 500.000 và ta bỏ thêm vào cho đủ 500.000 nha một người 500.000 10 người sẽ được 5 triệu và 100 người sẽ được là bao nhiêu tiền quý vị biết không Thế và quý cô bác hay là cộng đồng người Việt hải ngoại à, lúc này là lúc chúng ta tương thân tương ái đồng bào chúng ta lúc này là lúc đang đau thương mất mát về tiền bạc về tài sản về con người về con người nha. thì công tác tổ chức vận động gây quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai ở lai châu và hà giang như thế nào, à, như thế nào đi trao quà ra sao anh muốn tham gia trực tiếp. À, dạ vâng anh nông xuân tiến thì à, à, hồi nãy em có vào cái cái like của lưu ly thì lưu ly nó có nói là nói chung là bây giờ là bọn em cũng chưa có bàn bạc gì cả nhưng mà chúng em mới lên một cái ý kiến là duy nguyễn gamer sẽ là người đứng ra có cái cái tài khoản đó là 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 phía nam còn phía bắc thì các anh có thể là 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 một người đứng ra và khi đó là mọi người công bố ra và sau đó là tất cả là nếu mà được số lượng nhiều thì anh em cả nam lẫn bắc chúng ta làm một chuyến để mà đi thăm đồng bào miền núi đó là là một cái cách là thiết thực nhất trong cái cuộc sống này mọi người hãy làm người tử tế một lần đi ạ Duy Nguyễn sẽ có đủ điều kiện để làm được, xin ủng hộ chương trình của anh chị em. Dạ vâng, ở đây là Duy Nguyễn sẽ đạt làm được, tại vì Duy Nguyễn có nhân viên, Duy Nguyễn có tài khoản đó, mọi người cứ nhất trí thì Hương Ngọc sẽ xin Duy Nguyễn số tài khoản và công bố ở trên diễn đàn thì mọi người cứ gọi điện vào số tài khoản của Duy Nguyễn nha. Ngày hôm nay là Hương Ngọc mong muốn gửi đến quý cô bác anh chị em chúng ta hãy uh, uh, bỏ ra một tháng cà phê, chúng ta không uống cà phê chúng ta không chết, nhưng mà chúng ta không uống cà phê chúng ta có thể góp được cho bà con chúng ta ít nhất là 5 ngày 10 ngày có cái ăn. Đó, có cái ăn có cái mặc. Vâng. Vậy chủ kênh Việt Vision phía Bắc vận động góp và tham gia chương trình nhé. Dạ vâng, anh nông xuân Tiến hãy nói với uh, uh, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm nhé. Vâng, thì anh chị em chúng ta thì cứ mỗi người chung tay góp sức thì nó sẽ thành một cái gọi là cái cái làm lên được một cái việc gì đó, nó tốt cho cộng đồng của chúng ta, cho người dân của chúng ta, cho đất nước của chúng ta. Bà con cô bác hãy lan tỏa cái ý kiến này để mọi người chia sẻ mạnh cái livestream để nhiều người biết đến. À, những cái lúc này mới là lúc chúng ta cần yêu nước những cái lúc này chúng ta mới là làm được cái việc chúng ta cần làm làm được hay không lúc này rồi hãy nói đến cán bộ hãy nói đến chính quyền à, theo hiếu ngọc nghĩ là như vậy nếu chúng ta làm được cái việc này thì chúng ta mới nói được đến cán bộ mới nói được đến chính quyền